mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tự hào Việt Nam, lần đầu tiên Việt Nam có hoa hậu đoạt giải trang phục dân tộc tại đấu trường quốc tế. Phần thi bán kết và trình diễn trang phục về môi trường của Miss Ecotin International diễn ra vào 16 giờ chiều ngày 18 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Tại đây, Bella Vũ Huyền Diệu cùng mỹ nhân tuổi teen các nước đã có phần thể hiện vô cùng ấn tượng. Trong đó, bộ trang phục mang tên Việt Nam Rừng Vàng Biển Bạc nặng hơn 20kg hoàn toàn được lấy từ sợi đay làm chất liệu, được Vũ Huyền Diệu mang ra đấu trường quốc tế, khiến khán giả thế giới vô cùng bất ngờ và thích thú. Để tạo hiệu ứng cho màn trình diễn tại Miss Ecotin International, Vũ Huyền Diệu uyển chuyển di chuyển trên nền nhạc, phần đuôi váy xòe tha thướt buông phần phía sau để tạo thành một hình tròn vô cùng bắt mắt. Ở vòng thi này, đại diện Việt Nam đã một lần khiến khán giả thót tim trước màn vấp ngã bất ngờ trước ba giám khảo. Tuy nhiên, với bản lĩnh sân khấu vững vàng, Miss Ecotin Việt Nam vẫn cười thật tươi, duyên dáng múa tay đứng dậy, tiếp tục có một màn trình diễn đầy tự tin và bản lĩnh. Có lẽ chính phần xử lý tình huống thông minh và khá chuyên nghiệp của Vũ Huyền Diệu đã giúp em ghi thêm điểm trong mắt ban giám khảo. Kết quả cuối cùng, Miss Ecotin Việt Nam Vũ Huyền Diệu đã được ban tổ chức gọi tên, xuất sắc đoạt giải thí sinh có phần trang phục dân tộc về môi trường ấn tượng nhất tại cuộc thi Miss Ecotin International. Được biết, phần thi trang phục dân tộc về môi trường là một phần thi quan trọng của cuộc thi Tài năng và sắc đẹp Miss Ecotin International. Các đại diện đến từ các quốc gia sẽ trình diễn và truyền tải nét đẹp văn hóa, truyền thống của quê hương mình, truyền tải thông điệp về tình yêu môi trường đến với bạn bè quốc tế thông qua phần thi này. Dựa vào ý tưởng mong muốn các làng nghề truyền thống sẽ được hồi sinh, phát triển tại Việt Nam, bộ trang phục Việt Nam Rừng Vàng Biển Bạc được thiết kế cầu kỳ từ vài chục ngàn mét đay. Theo đó, nhà thiết kế gắn hình ảnh hoa sáu cánh, đặc trưng của hoa đay để chuyển tải lên tà áo. Trong đó, năm cánh tượng trưng cho năm châu lục còn lại là châu ước mơ, mong cho tất cả mọi người được sống trong môi trường trong sạch. Màu sắc tự nhiên từ sợi đay, điểm xuyết là những hạt gỗ dài hay tròn như hình dáng của hai loại trái, đặc trưng của cây đay. Còn sáu cánh hoa đay mà tôi gửi vào đó, một ước mơ trẻ thơ là năm châu trên trái đất hòa bình này và một châu được gọi là châu ước mơ. Ở đó, con người được sống trong một môi trường trong sạch, lành mạnh về nhiều nghĩa. Ở đó chỉ có sự yêu thương và trách nhiệm lên ngôi, nhà thiết kế Việt Hùng chia sẻ. Điểm đặc biệt của trang phục là sợi đay tự nhiên được xe sợi và móc cũng như đính kết hoàn toàn bằng tay. Nhà thiết kế Việt Hùng lên ý tưởng cùng những nghệ nhân và sinh viên thiết kế thời trang phải miệt mài làm trong suốt một tuần chỉ trước vài ngày Vũ Huyền Diệu đi thi quốc tế. Trang phục còn được đính kết bằng những cánh hoa kim loại, được xi mạ bằng những tông màu vàng và bạc như thông điệp mong ước Việt Nam rừng vàng biển bạc, kết hợp với những hạt đá pha lê lấp lánh, làm nổi bật giữa nền đai dung dị, tự nhiên và nền nã. Đặc biệt, với bộ Việt Nam rừng vàng biển bạc này, Bella Vũ Huyền Diệu không chỉ thể hiện được vẻ đẹp hình thể, cũng như trọn vẹn tinh thần, tâm huyết của người thiết kế, mà Miss Teen Inco Việt Nam còn mang đến một thông điệp hết sức ý nghĩa về sự hồi sinh, nét đẹp của một làng nghề và ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người. Với chiến thắng mang ý nghĩa rất quan trọng này, Miss Teen Inco Việt Nam Vũ Huyền Diệu đang tự tin sẽ có cơ hội nâng cao chiếc vương miện tại đêm thi chung kết Miss Ecotin International vào ngày 20 tháng 12 tới đây tại Ai Cập. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.